Quý vị đang theo dõi tin tức bất động sản trên kênh Thiên Minh Holding ngày 10 tháng 3 năm 2022. Ngay sau đây là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Thuế tài sản nhà đất nên nhắm vào giới đầu cơ. Đất nền Tây Sài Gòn dự báo chiếm sóng năm 2022. Huyện Hóc Môn và Củ Chi có 55 dự án mời gọi đầu tư trong năm 2022. Đà Nẵng, tận mục khu đất vàng 14.000 m2 ven sông Hàn bị xem xét thu hồi. Thành phố Hồ Chí Minh quá nhiều nhà ở cao cấp, hạng sang. Cùng với đó là những thông tin được cập nhật khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Những ngày qua, câu chuyện đánh thuế bất động sản đang nóng lên trên các mặt báo. Cụ thể, trong văn bản lấy ý kiến sửa luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương góp ý về việc bổ sung đánh thuế đối với nhà, nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản. Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất đánh thuế tài sản, nhất là bất động sản, để hạn chế đầu cơ. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia cho rằng khó thực thi nếu chưa quản lý được thông tin giao dịch bất động sản. Vậy đây có phải là thời điểm để áp thuế vào bất động sản hay không? Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Có quan điểm ủng hộ đề xuất cần có luật thuế tài sản để chống đầu cơ bất động sản, giúp hạ giá nhà. Ông Đức Trung, ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện nay có tình trạng những người có tiền ôm nhiều nhà đất, bắt tay với cò sang tay ảo để tạo sốt, thổi giá đất. Từ đó khiến mặt bằng giá bất động sản bị đẩy lên cao, người dân thu nhập thấp khó mua được nhà. Vì vậy, đánh thuế tài sản nên áp dụng với người giàu, người có nhiều nhà đất, người có từ căn nhà thứ hai trở lên. Tuy nhiên, cũng có luồng quan điểm ngược lại. Anh Việt Dũng, ngụ tại thành phố Thủ Đức, cho rằng nếu đánh thuế theo giá trị căn nhà không kể căn nhà đầu tiên hay thứ hai là bất hợp lý. Vì đối với căn nhà đầu tiên, đa số người dân đều phải đi vay mượn mới có được. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính, hiện nay khi mua đất xây nhà, người dân đã phải chịu nhiều khoản thuế, phí. Đơn cử là thuế sử dụng đất ở, VAT cho các loại vật liệu xây dựng, lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí cấp mới giấy chứng nhận. Vì vậy, khi đưa ra thuế tài sản cần có sự điều chỉnh hợp lý mức thuế suất của các loại thuế, tránh tình trạng thuế chồng thuế. Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, là người ủng hộ đề xuất đánh thuế. Tuy nhiên, ông cho rằng việc đánh thuế cần phải đảm bảo công bằng xã hội. Cụ thể, luật thuế tài sản phải bảo vệ người yếu thế, người dân thu nhập thấp chưa đến mức phải đóng thuế. Ví dụ, trước đây, cơ quan thuế có đưa ra phương án đánh thuế tài sản dựa trên giá trị căn nhà với phần giá trị vượt trên 700 triệu đồng. Mức này ở thời điểm hiện tại là thấp vì giá nhà đất đã tăng rất cao. Nếu đánh thuế trên giá trị căn nhà thì phải dựa trên giá thị trường. Ví dụ, với mặt bằng giá bất động sản hiện nay thì giá trị xác định để đóng thuế phải trên 3 tỷ đồng. Ví dụ, căn nhà thứ nhất trị giá 5 tỷ đồng thì phần giá trị vượt trên 3 tỷ là 2 tỷ đồng sẽ phải chịu thuế tài sản. Tiếp đó, đối với căn nhà thứ hai, thứ ba sẽ giảm phần giá trị vượt, như căn nhà thứ hai phần giá trị vượt 2 tỷ đồng phải chịu thuế, căn thứ ba thì phần vượt 1,5 tỷ đồng phải chịu thuế. Thưa quý vị, nguồn cung nhà ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sụt giảm trong 6 năm liên tiếp, đẩy giá bán tăng cao, làm cho xu hướng đầu tư ly tâm về các đô thị vệ tinh ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Trong đó, thị trường đất nền Tây Sài Gòn là điểm nóng hàng đầu. Báo cáo thị trường bất động sản của CBRE và Savin quý 4 phần 2021 đều chỉ ra điểm tương đồng khi nguồn cung căn hộ, nhà phố, biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sụt giảm và thấp nhất trong 6 năm qua. Riêng loại hình đất nền, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới. Đa phần sản phẩm đang giao dịch hiện nay đến từ các dự án quy mô nhỏ, lẻ hoặc đất nền mua đi bán lại. Trong khi đó, báo cáo của bất động sản.com.vn, giai đoạn cuối năm 2021 đầu 2022, các tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai đều đón nhận mức tăng trưởng mạnh về nhu cầu tìm mua bất động sản, mức tăng từ trên 50%. Phần lớn sự quan tâm tại thị trường Bình Dương và Đồng Nai tập trung vào phân khúc nhà phố, biệt thự, căn hộ tầm trung. Riêng tại Long An, mức độ quan tâm tiếp tục tập trung vào loại hình đất nền với mức tăng lên đến 64%. Hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa khi Đức Hòa là nơi có lượng tinh rau dẫn đầu toàn tỉnh, gấp 2 lần Cần Giuộc và 3 lần Bến Lức. Là trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn nhất Long An, bất động sản Đức Hòa tạo ra hấp lực và thanh khoản lớn với cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư. Trong đó, người mua ở thực đa số là chuyên gia,
người lao động đang làm việc trong 20 khu công nghiệp của Đức Hòa và người lao động đang làm việc tại các quận thuộc khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này, xu hướng săn tìm quỹ đất tăng mạnh hơn do nơi đây đang đón loạt dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối dễ dàng tới trung tâm khu Tây nói riêng và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đơn cử tại Đức Hòa, Long An, hiện nay, một số dự án đất nền sổ đỏ đang được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường có giá chỉ từ 1,2 đến 1,4 tỷ nền, tương đương khoảng 18 đến 20 triệu đồng trên mét vuông. Lan tỏa sức nóng từ khu Tây, Đức Hòa ghi điểm với nhà đầu tư nhờ tiềm năng tăng trưởng ấn tượng. Khảo sát giá bán các dự án này giai đoạn từ năm 2019 trở về trước chỉ xoay quanh vùng 8 đến 9 triệu đồng trên mét vuông. Ước tính trong vòng 3 năm, mặt bằng giá điều chỉnh tăng lên gấp đôi. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo đề án quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh thì ba huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa của Long An sẽ là đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Trước sức bật kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển đô thị và sự chuyển động của các dự án hạ tầng, thị trường bất động sản khu Tây Sài Gòn và khu vực giáp ranh liên tục tăng giá, tạo ra sự phát triển mạnh cho thị trường. Trên địa bàn hai huyện Hóc Môn và Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh có 55 dự án mời gọi đầu tư năm 2022. Các dự án này bao gồm hạ tầng giao thông kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và giáo dục văn hóa thể thao với tổng vốn đầu tư 285.524 tỷ đồng. Đây được cho là một thông tin tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm dự án trong năm mới và là tín hiệu tích cực trên con đường đạt chuẩn đô thị của hai huyện Củ Chi và Hóc Môn trong thời gian tới. Thông tin trên được ông Đặng Phúc Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 vào chiều qua. Theo ông Vinh, hội nghị xúc tiến đầu tư này do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì dự kiến diễn ra trong tháng 3 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện các bộ ngành trung ương, địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tại hội nghị cũng sẽ diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ đầu tư gồm 16 dự án đăng ký với tổng giá trị 54.094 tỷ đồng. Tập đoàn Serbana Surong đầu tư khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái nhà vườn tại xã Trung An, Củ Chi, tổng mức đầu tư 25.300 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam với hệ thống thương mại. Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Văn Lang dự án khu đô thị đại học mức đầu tư 15.000 tỷ đồng. Tập đoàn Cân Su M với nhà máy giết mổ gia súc và hệ thống phân phối. Cũng tại buổi họp, trả lời báo chí về thời điểm tổ chức đấu giá lại hai lô đất bị bỏ cọc trong vụ đấu giá 4 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc đấu giá lại tùy thuộc vào bên có tài sản, tức Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đánh giá công tác đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm vừa qua để rút ra những điều làm được, chưa làm được và kinh nghiệm cho công tác đấu giá thời gian tới. Được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi, thị trường bất động sản năm 2022 đem đến những tín hiệu tích cực với những điểm sáng mới khi nguồn cung dần hồi phục nhờ việc nới lỏng pháp lý trong khi nguồn cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi đà hồi phục kinh tế, lãi suất thấp và các gói kích thích đầu tư công. Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bất động sản chính là gói phục hồi kinh tế cùng các dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài đang tăng mạnh. Cụ thể, gói 350.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua từ tháng 1 năm 2022 với nhiều chính sách hỗ trợ, giải ngân trong năm 2022 và 2023. Gói này được thông qua sẽ đem đến lợi ích kép. Thứ nhất là, dòng tiền giải ngân đầu tư công có thể hỗ trợ thị trường bất động sản thông qua các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, giúp tài sản gia tăng giá trị. Và thứ hai là, các gói kích thích kinh tế hồi phục góp phần tăng tiêu dùng, cải thiện sức mua, thúc đẩy nhu cầu sở hữu nhà đất để ở lẫn đầu tư. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đánh giá cao các nền tảng ở Việt Nam như lao động, sự phát triển nhanh, mạnh về hạ tầng tại các thành phố lớn, liên tỉnh cùng với các chính sách hỗ trợ của chính phủ về pháp lý. Những điều này đã tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn khiến dòng vốn FDI nước ngoài chảy vào. Đồng thời, khi kinh tế dần khôi phục trở lại, thì việc sở hữu quy hoạch tốt, hạ tầng phát triển, cơ cấu dân số vàng và sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu sẽ là động lực lớn cho thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới. Theo các chuyên gia,
thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội đang thiết lập mặt bằng giá mới. Quỹ đất Hà Nội đang dần cạn kiệt cùng các vấn đề pháp lý khiến nguồn cung bất động sản thủ đô ngày càng khan hiếm, thì sẽ đây là phân khúc được dự báo có mức tăng trưởng tốt bậc nhất trong năm 2022. Với lợi thế gần với trung tâm Hà Nội, được chú trọng, đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, phía đông bắc thủ đô được các chuyên gia bất động sản đánh giá cao về tiềm năng phát triển với sự bùng nổ về cơ sở hạ tầng. Và khu vực này sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt, đưa nơi đây trở thành thị trường trọng điểm trong vùng thủ đô. Xu hướng lựa chọn bất động sản của các nhà đầu tư cũng như người ở thực bắt đầu chuyển hướng khi nhu cầu sống xanh, an toàn đang là xu hướng được các nhà đầu tư và người mua ở thực quan tâm nhất trong bối cảnh hiện tại. Và các đô thị vệ tinh tích hợp đang trở thành điểm đến giới đầu tư tìm kiếm khi phục vụ đầy đủ tiện ích, dịch vụ. Quay ngược trở lại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ nhìn vào giỏ hàng mà các chủ đầu tư cung cấp ra thị trường cho thấy, phân khúc nhà hạng sang đang chiếm hơn gấp đôi so với căn hộ bình dân. Cụ thể, trong số 14.443 căn hộ đủ điều kiện chào bán trong năm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, có tới 10.404 căn thuộc phân khúc từ cao cấp đến siêu sang, chiếm gần 74% rổ hàng. Còn lại là căn hộ trung cấp và không có căn hộ bình dân. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, HoReA, vừa công bố báo cáo thị trường nhà ở năm 2021 và xu hướng năm 2022 trên địa bàn thành phố. Trong đó, dù quy mô thị trường bất động sản, nhà ở tăng gấp đôi trong thời gian khoảng trên dưới 15 năm nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa giải quyết được bài toán nhà ở cho đa số người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, công nhân lao động, giới trẻ và người nhập cư. Đi cùng với đó là tịnh lệch pha cung cầu, thừa nhà cao cấp trong khi đó nhà bình dân, giá rẻ, bị thiếu trầm trọng. Căn hộ bình dân theo báo cáo này có giá bán trên dưới 25 triệu đồng trên mét vuông, chung cư trung cấp có giá bán 25 đến 40 triệu đồng trên mét vuông, còn phân khúc nhà cao cấp có giá bán từ 40 triệu đồng trên mét vuông trở lên. HoReA cho biết, cơ cấu sản phẩm như năm 2021 là biểu hiện rõ nét cho thấy tình trạng lệch pha cung cầu, thị trường rơi vào tình trạng phát triển mất cân đối, thiếu bền vững. HoReA dự báo, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 có xu thế phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trên tất cả các phân khúc, nhưng chưa thể cải thiện được ngay nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập. Hiệp hội dự báo phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở, phòng trọ cho công nhân lao động thuê và hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ sẽ có sự tăng trưởng rất mạnh trong năm 2022. Trong khi đó, phân khúc bất động sản công nghiệp, Logistics được hưởng lợi do xu thế tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và nhờ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, FDI, tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm 2022. Ngoài ra, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ có sự tái cấu trúc theo hướng nâng cao chất lượng, dịch vụ, tiện ích để phát triển bền vững. Theo Bộ Xây dựng, quỹ đất 20% dành để đầu tư nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Do đó, đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội là không phù hợp. Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho ý kiến liên quan đến quỹ đất bố trí nhà ở xã hội tại dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre, quy mô khoảng 406 ha, xã Bình Phú, phường 6-7, thành phố Bến Tre. Theo Bộ Xây dựng, tại báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, thì dự án thuộc đồ án quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000, khu đô thị số 3, thành phố Bến Tre đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt. Dự án dành một phần quỹ đất ở để bố trí nhà ở tái định cư. Địa phương chưa phê duyệt chủ trương chấp thuận đầu tư, đấu thầu chọn lựa nhà đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tại Điều 37 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của luật này và quy định của pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ có quy định trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 hectare trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại Y hoặc từ 5 hectare trở lên tại các đô thị loại 2 và loại 3 phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,
đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội. Như vậy, quỹ đất 20% dành để đầu tư nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, không bao gồm dành để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư. Do đó, Bộ Xây dựng khẳng định, đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội là không phù hợp. Tiếp tục câu chuyện nóng về tin tức bất động sản, chúng ta sẽ đến với một thông tin lạc quan khác. Đó là trong lộ trình phát triển của mình, các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ muốn phát triển thẳng lên thành phố trực thuộc thành phố mà không lên quận để phát huy hiệu quả về đất đai, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và diện mạo đô thị. Theo kế hoạch xây dựng đề án đầu tư các huyện thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè sẽ thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố trước năm 2025, huyện Củ Chi và Cần Giờ thành quận trong giai đoạn 2025-2030. Đánh giá của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ chủ yếu ở vị trí cửa ngõ thành phố, kết nối các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Những năm qua, các địa phương này tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu đô thị, hạ tầng, tuyến cao tốc đã và đang hình thành. Trình độ dân trí, lối sống đô thị được hình thành và không khác biệt nhiều so với các quận nội thành. Do đó, việc đầu tư xây dựng các huyện để lập đơn vị hành chính quận hoặc thành phố, chuyển các xã, thị trấn thuộc huyện thành phường là cần thiết, phù hợp nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong năm huyện ngoại thành, hiện nay Bình Chánh là địa phương đặt nhiều tiêu chí lên quận hoặc thành phố nhất với 26/30. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cho biết, mô hình chính quyền địa phương theo đơn vị hành chính của huyện, xã không còn phù hợp tốc độ đô thị hóa và sự phát triển kinh tế xã hội Bình Chánh nên huyện đặt mục tiêu chuyển lên thành phố vào năm 2025. Trong khi đó, nói về định hướng phát triển của Củ Chi, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quyết Thắng cho biết địa phương này sẽ phát triển theo hướng đô thị sinh thái, là thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh chứ không lên quận. Đánh giá về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, HOREA, cho biết các thành phố trực thuộc trung ương đang có cơ chế để thực hiện chính quyền đô thị, nên trong thành phố có thành phố trực thuộc là chuyện bình thường. Ngoài thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể thành lập thành phố Tây Bắc gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn để khai thác quỹ đất nông nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây là điều cần thiết để giãn dân, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dân khi nơi đây có địa hình cao. Đây là khu đất vàng có 4 mặt tiền, nằm sát cầu sông Hàn với quy mô rộng gần 14.000 m², đang bị xem xét thu hồi vì đã bỏ hoang nhiều năm. Mời quý vị cùng Thiên Minh Mục sở thị nơi này cũng như lắng nghe ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng nói gì về lô đất bỏ hoang hơn 17 năm qua. Khu đất vàng 4 mặt tiền Trần Hưng Đạo, An Đồn Ngô, Quyền Hiện do công ty cổ phần đầu tư Century Bay làm chủ đầu tư. Liên quan đến khu đất này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đang kiểm tra, làm rõ việc chậm đưa vào sử dụng khu đất của công ty cổ phần đầu tư Century Bay. Trường hợp nếu có vi phạm, Đà Nẵng sẽ xử lý thu hồi nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, hai khu đất này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR80-92-36 và số CR80-92-37 được cấp từ năm 2005 thuộc quyền sử dụng đất của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ông Phan Văn Hiếu. Sau đó, khu đất được chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quang, đã được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà chỉnh lý biến động điều chỉnh mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất thương mại dịch vụ, đồng thời điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ lâu dài thành 50 năm. Do có vi phạm trong việc chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm điểm Y, khoảng 1 điều 64 luật đất đai năm 2013 và điểm D, khoảng 12 điều 2 nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, ngày 29 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã lập biên bản xác định hành vi vi phạm pháp luật đất đai đối với ông Phạm Đăng Quang. Chủ sử dụng đất đã có văn bản xin gia hạn thời gian đưa vào sử dụng. Ngày 27 tháng 2 năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư Century Bay Đà Nẵng có công văn số 02/2019/CV gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng cam kết hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án. Ngoài ra, nếu công ty không đưa đất vào sử dụng thì công ty phải chịu thu hồi đất theo đúng quy định. Hiện thanh tra sở đang làm việc với đại diện công ty cổ phần đầu tư Century Bay để làm rõ việc thực hiện cam kết của công ty trong thực hiện thủ tục triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng và xử lý thu hồi đất nếu có vi phạm. Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý theo quy định. Theo báo cáo mới đây của Savills về thị trường bất động sản bán lẻ châu Á-Thái Bình Dương, đang có sự phục hồi không đồng đều giữa các khu vực trên thị trường này. Trong đó, hai thành phố lớn của Việt Nam thuộc top đầu về khả năng phục hồi. Ông Simon Smith, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, khu vực châu Á-Thái Bình Dương phân tích, rõ ràng ngành bất động sản bán lẻ cùng với khách sạn và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biện pháp giãn cách của các chính phủ. Đặc biệt, với bất động sản bán lẻ, thị trường này đã trải qua một giai đoạn biến động chung. Cụ thể, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhóm dẫn đầu về phục hồi bất động sản bán lẻ chủ yếu bao gồm các thành phố của Việt Nam và Trung Quốc nơi hoạt động kinh doanh ổn định. Trong 2 năm qua, tỷ lệ tăng trưởng giá thuê của các thành phố tại hai quốc gia này khá khiêm tốn. Bắc Kinh tăng 3,4%, Thượng Hải tăng 13,1%, Quảng Châu tăng 10,5%, Hà Nội tăng 4,3% và thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,4%. Tuy nhiên, tại các khu vực khác thậm chí còn sụt giảm về giá thuê như Singapore giảm 28,4%, Hồng Kông giảm 26,3%, Seoul giảm 19,5% và Tokyo giảm 16,1%. Đáng mừng là kể từ nửa sau năm 2021, giá thuê bất động sản tại các khu vực này đã vượt đáy nhờ tâm lý khách hàng được cải thiện. Trong đại dịch, ngành du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực đầu tiên chịu tác động của đại dịch đã cho thấy mức giảm mạnh của ngành này. Hồng Kông và Singapore đã ghi nhận mức giảm kỷ lục về lượng khách du lịch và doanh số bán lẻ trong năm 2020. Thượng Hải, Jakarta, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là một trong số ít các thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong chi tiêu bán lẻ trong năm 2020. Báo cáo của Savills cũng chỉ ra, các thị trường có tỷ lệ khách du lịch nội địa cao hơn khách quốc tế sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn. Đi qua các thành phố bán lẻ mà chúng tôi theo dõi, những thành phố có lượng khách du lịch trong nước chiếm ít hơn 80% đã có mức điều chỉnh giá thuê giảm từ 5 đến 28%. Trong khi đó, Thượng Hải, Quảng Châu và Hà Nội, nơi có tỷ lệ khách du lịch nội địa từ 87 đến 99%, có mức tăng trưởng cho thuê mạnh nhất. Khả năng phục hồi này cũng dẫn đến việc thị trường bán lẻ phục hồi nhanh hơn tại các điểm nóng du lịch trong nước như Hải Nam, Trung Quốc, Jeju, Hàn Quốc, Karuizawa, Nhật Bản và Phú Quốc, Việt Nam. Nhận định về thị trường bất động sản bán lẻ tương lai, chuyên gia Savills cho biết, dù có phần không chắc chắn do đại dịch nhưng vẫn có triển vọng cho thấy các thị trường bán lẻ trên khắp châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục cải thiện vào năm 2022. Bên cạnh đó, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành bán lẻ trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn trước năm 2024. Theo Oxford Economics, trong năm 2022, tất cả 15 điểm đến chính ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ Ấn Độ, dự kiến sẽ có lượng du khách trong nước tăng trở lại mức của năm 2019. New Zealand, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Úc sẽ dẫn đầu xu hướng với tốc độ tăng trưởng trên 20%. Xét trên toàn khu vực, du lịch nội địa sẽ không phục hồi cho đến năm 2024. Một lần nữa chúng tôi lại mang đến cho quý vị những kiến trúc độc đáo, đầy cuốn hút ở phần cuối chương trình. Hy vọng những không gian sáng tạo, những góc vườn xanh mát hay từ nội thất đến ngoại thất đều được đầu tư tỉ mỉ sẽ là những giá trị thật giúp khán giả có được một góc nhìn tham khảo. Còn hôm nay Thiên Minh sẽ mang tới một kiến trúc nhà với vườn cây, ao cá, không khí trong lành của gia chủ theo đạo Phật được cải tạo thuận tự nhiên và bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế đồ bỏ đi. Căn nhà đẹp ở Lương Sơn, Hòa Bình được anh Nguyễn Long mua 3 năm trước, sửa trong vòng 11 tháng và đang ở giai đoạn hoàn thiện. Anh Long là người đề cao cuộc sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy toàn bộ phần cơi nới, cải tạo, xây thêm lửa theo cây trồng có sẵn, hạn chế việc chuyển, chặt phá cây. Giao thông trong căn nhà đã được anh bố trí lại toàn bộ, mở tối đa cửa sổ ở tất cả các vị trí. Nhà vệ sinh, bếp, phòng ngủ làm theo nhu cầu của gia đình khi ở Hà Nội chuyển về. Anh thích cây cỏ nên đã trồng thêm khá nhiều loại hoa có hương thơm như mộc, nguyệt quế, dẻ, ngâu, sói, bạch thiên hương, hàm tiếu
và cũng tính hướng gió theo mùa để đặt cây. Việc này đảm bảo mùa nào có hoa thì hương cũng sẽ được gió đưa đến các vị trí hay ngồi. 99% đồ dùng bằng gỗ trong nhà là đồ tái chế, góp phần cho việc bảo vệ môi trường và cũng phù hợp cho những người có kinh tế hạn chế. Toàn bộ cửa là cũ, anh mua từ đợt giải tỏa làm đường, bàn ăn mua được tấm phản bị mọt và mối xông của anh bạn, chân thì cắt từ những cột nhà cũ bỏ đi, bàn đảo giá kệ từ gỗ tàu thuyền. Vì gia chủ làm công việc liên quan đến nghệ thuật nên bố cục và đề coi nhà mang tính thẩm mỹ cao, sắp đặt tinh tế. Khu bếp anh làm lại hoàn toàn để phù hợp với cuộc sống của gia đình. Bàn đảo và bếp nằm giữa nhà thay vì góc như thông thường. Từ đây, người nấu có thể bao quát toàn bộ hoạt động xung quanh. Gia chủ cũng tự bài trí các bức tượng điêu khắc theo gu của cá nhân. Anh bày tỏ, mỗi căn nhà không có đẹp hay xấu, mà phản ánh cá tính và sở thích cũng như phù hợp với người chủ vẽ ra nó. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.